Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 1 trên Biển Đông ảnh hưởng thế nào đến đất liền nước ta? Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin và nhận định về cơn bão số 1 trên Biển Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, chiều ngày 31 tháng 5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2024, và đây là cơn bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão số 1 có tên là Malixi. Đến gần sáng ngày 1 tháng 6 thì bão đổ bộ vào phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền của Trung Quốc. Như vậy, khả năng bão không ảnh hưởng đến nước ta. Ông Hưởng nói, tuy nhiên hoàn lưu bão số 1 cũng kết hợp với gió mùa Tây Nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển của nước ta. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng mưa rào và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 1 tháng 6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 3 mét. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 1 tháng 6, khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 01 CDQG gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn và vùng áp thấp trên vùng biển khu vực Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 30 tháng 5, áp thấp nhiệt đới có tọa độ 17 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc 15 km/h, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đồng thời đề phòng dông lốc cục bộ. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vị tuyến 15, từ kinh tuyến 110 đến 115, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình rà soát, sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn trên 120mm trên 24 giờ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Từ nay đến tháng 8, có một cơn bão đổ bộ đất liền Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa công bố báo cáo nhận định tình hình thời tiết hạn dài trên cả nước từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2024. Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 6 đến tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền, trung bình nhiều năm có khoảng 2 cơn bão đổ bộ đất liền Việt Nam vào thời kỳ này. Nguyên nhân do từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 85%. Từ tháng 7, tháng 8, Enso sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65 đến 75%. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do nắng nóng nên ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8. Mặc dù nắng nóng nhiều hơn, nhưng cơ quan khí tượng vẫn dự báo. Mùa mưa năm nay tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, mùa mưa tại Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9, mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu từ nửa cuối tháng 5 xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.